Tư vấn lựa chọn phụ kiện len nẹp cho sàn gỗ. Len nẹp là phụ kiện trong vai trò lắp đặt sàn gỗ. Đây là phụ kiện tiếp nối và kết thúc của sàn gỗ. Có đa dạng loại chất liệu khác nhau như nẹp nhựa, nẹp hợp kim, nẹp đồng, nẹp gỗ. Có thể bạn đứng trước nhiều sự lựa chọn, vẫn chưa hiểu rõ ưu và nhược điểm của từng loại để có thể đưa ra quyết định phù hợp cho mình về nhu cầu và khả năng kinh tế. Vậy thì mỗi loại nẹp được cấu tạo như thế nào và giá thành ra sao? Nẹp nhựa thường được sử dụng phổ biến, có giá thành hợp lý. Phía trên nẹp nhựa có dán lớp vân gỗ và được từ nhựa PVC cho độ bền ổn định. Có hai loại nẹp nhựa là nẹp F, còn gọi là nẹp kết thúc ở vị trí cửa, và nẹp T dùng để nối hai vị trí sàn đồng cấp. Yếu điểm một chút là lớp giấy vân màu dễ bị bong chóc ở các vị trí hay đi lại dẫm chân lên. Dù là yếu điểm nhưng vẫn được đánh giá là ưu điểm do yếu tố thẩm mỹ và giá thành. Nẹp hợp kim có độ bền ổn định, được làm từ tổng hợp một số kim loại tốt, nhôm, inox, kẽm. Bề mặt của nẹp hợp kim đã được phần vân gỗ nên khi lắp đặt bạn sẽ nhìn gần như đồng màu với gỗ. Về giá thành thì nẹp hợp kim có giá thành cao hơn so với nẹp nhựa. Nẹp hợp kim cũng có hai loại là nẹp F và nẹp T. Nẹp đồng là loại nẹp cao cấp nhất, cũng là loại nẹp có giá thành cao nhất. Vì là đồng nguyên chất, loại nẹp này được sử dụng cho những công trình cao cấp khi chủ đầu tư có nhu cầu hoàn mỹ từ sàn gỗ tới nẹp gỗ, kết hai yếu tố cao cấp nhất. Đây cũng là loại nẹp cho độ bền cao nhất, ít bị hư hỏng bởi các yếu tố tác động mạnh. Yếu điểm của nẹp đồng là sử dụng theo thời gian có thể bị oxy hóa do tác động môi trường, đánh mất đi độ sáng bóng. Tuy nhiên, vẫn có thể khắc phục bằng cách đánh bóng với những chất chuyên dụng. Cuối cùng là phần len, phao chân tường. Đây là phần len thẩm mỹ cho sàn gỗ tại các vị trí tiếp giáp chân tường. Len có hai loại chính là len nhựa và len MDF. Trước đây, các đội ngũ thi công thường sử dụng len MDF cho công trình thực hiện lắp đặt sàn gỗ, nhưng ngày nay, để tiết kiệm thời gian, len nhựa được ưu tiên hơn bởi vì đặc tính dễ thi công và có tính kháng nước. Từng loại nẹp có công dụng và những ưu yếu điểm riêng. Vì thế, khi lựa chọn sử dụng, bạn chỉ cần cân nhắc đôi chút về mục đích sử dụng chính đáng của mình là được. Nếu không quá cầu kỳ về bề ngoài, giá thành hợp lý thì nẹp nhựa cũng là một lựa chọn cho bạn. Tấm ốp làm sóng, tấm ốp Nano Cosmos được sử dụng rộng rãi trong mọi công trình. Chi phí thấp, độ bền cao, không phai màu, đặc biệt là chống chịu được điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Đặc biệt nỗi lo mối mọt, cong vênh, ẩm mốc, bám bẩn. Cosmos, vật liệu mới, thiết kế mới,